Xin kính chào quý vị khán giả, đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Thượng tướng Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Công an. Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an, giữ chức Bộ trưởng Công an nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Chiều ngày mùng 6 tháng 6, Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Công an nhiệm kỳ 2021 đến 2026 với ông Lương Tam Quang được thực hiện bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả, 469 đại biểu tham gia biểu quyết, 96,3% tổng số đại biểu Quốc hội, trong đó có 468 đại biểu tán thành, 96,1% tổng số đại biểu, có một đại biểu không tán thành, 0,21%. Quốc hội sau đó biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước Tô Lâm về Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Lương Tam Quang. 455 đại biểu tham gia biểu quyết, 93,43% tổng số đại biểu Quốc hội, trong đó có 455 đại biểu tán thành, 93,43% tổng số đại biểu. Thượng tướng Lương Tam Quang 59 tuổi, quê huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, cử nhân chuyên ngành điều tra tội phạm. Ông từng giữ chức trưởng phòng an ninh kinh tế, cục phó an ninh kinh tế tổng hợp, trợ lý thứ trưởng công an phó tránh văn phòng rồi tránh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an. Năm 2019, ông giữ cương vị Thứ trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Tháng 1 năm 2021, ông Quang lần đầu trúng cử ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 ở tuổi 56. Tháng 1 năm 2022, ông Quang được thăng cấp bậc hàm lên Thượng tướng. Hôm 22 tháng 5, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước. Ba ngày trước, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, thứ trưởng công an, được bộ chính trị điều động, phân công giữ chức tránh văn phòng trung ương đảng. Hiện nay, bộ công an có bốn thứ trưởng là thượng tướng Trần Quốc Tỏ và ba trung tướng Lê Quốc Hùng, Nguyễn Văn Long, Lê Văn Tuyến.